Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật trong kinh đó nói gì? Nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Có nghĩa là Đức Phật đã gì? Đã thọ ký cho tất cả chúng sinh đều có Phật tính thì sẽ đều gì? Đều thành Phật đấy. À, nhỏ như con trùng, con kiến, con giun, con dế, thậm chí con long quăng, con bọ gậy ở trong gì? Ở trong chậu nước nó gì? Nó cũng có đầy đủ tính Phật như gì như chúng ta vậy. Nhưng chẳng qua nói gì, nó làm vô lượng tội ác ở đời trước, cho nên đời này nó phải làm những con côn trùng nhỏ bé như thế để trả nợ vậy. Để trả nợ. Ngày xưa tôi cách đây khoảng độ tầm 10-12 năm về trước, tôi ngày đó còn đang xem tivi. Tôi xem tivi một cái chương trình thiếu nhi, một cái chương trình mà là cậu gọi là cái có tên là gì? Lua Cát, cậu bé Lua Cát. Mà tôi xem cái bộ phim đó, tôi quả thật là bộ phim đó nó giáo dục trẻ con là theo về nhân quả, về đạo đức, về lối sống rất là gì, rất là cao. Tôi xem mà thì tôi cảm nhận được, mà tôi thì tôi khóc suốt cả cái bộ phim đó. Vì sao? Nó mình cảm nhận được cái gì, cái sự sâu sắc về cách giáo dục trẻ em, giáo dục con người phải biết hướng thiện là cái đó. Đại ý là cái câu chuyện nó nói rằng có một cái có một đứa trẻ, một hôm thì bố mẹ chuẩn bị có công có việc đi, thì đứa trẻ ở nhà đi chơi. Ở nhà chơi thì bắt đầu thì thường thường á, trước đây á, thì ở ngoài vườn nhà nó có một cái tổ kiến, có một tổ kiến. Thì cái đứa trẻ này rất là nghịch ngợm, đứa trẻ rất là nghịch ngợm. Và đứa trẻ này là vì nó hay nghịch ngợm, khi bố mẹ đi vắng cái bắt đầu nó ra nó chơi ở cái vườn cái sân sau nhà nó có cái vườn cỏ, và có cái tổ kiến nó đùn lên rất cao. Với đứa trẻ nó thì vui vui thì thấy kiến, nó những con kiến nó nhỏ nhỏ nó đem nó đào tổ, nó tha cùng rất bé bé xuống, thì đứa trẻ đấy vui rồi nó lại lấy ngón tay gì nó xùi cả một cái đống đất trên đỉnh tổ kiến xuống, nó trôi xuống thì lại để cho những con kiến gì, con kiến thợ nó gì mang từng cái hòn đất nhỏ ra, nó thấy rất là vui. Mà thậm chí nó chơi như thế nó chán rồi, mà cái nó lâu lâu nó chơi nhiều lần nó chán như vậy thì bắt đầu nó gì, nó đem cả nước ra, nó đổ xuống đó, và gì nó thấy những đàn kiến và nổi bồng bềnh ở trên đó và bơi lội, nó gì nó cười và nó rất là vui. Một hôm bố mẹ cậu bé lại có việc gì đi vắng và để quên cậu ấy ở nhà bảo ở nhà trong nhà thì bố mẹ có việc đi vắng ra ngoài một chút. Thế cậu bé bắt đầu cũng ra chơi ở cái tổ kiến đó, nhưng không may hôm đấy là gì? Cậu ta đang ngậm cái viên kẹo, đang ngậm cái viên kẹo, và cái câu chuyện đó là cậu ta đang ngậm viên kẹo và viên kẹo rơi xuống gì dưới cái tổ kiến, thì cậu ta mới lấy lên phủi phủi đi và thì cậu ta lại ăn tiếp. Nhưng không ngờ rằng cái đám kiến kia, trong đó có một con kiến, có một con, trong cái ổ kiến đó có rất nhiều loại kiến, kiến thợ rồi kiến chúa rồi kiến mẹ rồi kiến con rồi kiến chiến binh rồi kiến phù thủy, nó có cả kiến phù thủy nữa. Và cái đàn kiến phù thủy nó tìm cách để gì, nó làm sao để biến cái gì, cái cậu bé nó thành con kiến, để cho cậu bé biết cái cách, cái cảnh khổ của con kiến của nó, của chúng tôi như thế nào. Cho nên nó làm, nó răng một cái bẫy, nó thấy cậu bé ra, nó làm cái bẫy, cái kiến phù thủy nó ra, nó chỉ chú nó gì, nó làm thì vừa cái lúc đó cái viên kẹo rơi xuống là con kiến phù thủy nó sang gì, nó chỉ chú vào cái gì, cái viên kẹo đó. Trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, cậu bé đó ăn cái viên kẹo đó vào rồi gì liền tự nhiên là biến thành gì, biến thành một cậu bé vẫn một con người nhưng mà nó nhỏ như là nhỏ như một con kiến vậy. Thế là rơi tọt từ trên để miệng hố xuống rể xuống hai con kiến, và nó phải sống một cái cảnh gì, và bị cả một đàn kiến là bắt và định đòi giết nó, và nó phải chạy trốn nhưng cũng không chạy được, bị bắt đến đang chuẩn bị giết đó, thì bắt đầu thì có một cái đàn gọi là đàn ong. Một cái đàn ong thì cái đàn ong này nó thường thì đi bắt kiến để nó ăn, và nó bắt đến thì nó đến thì nó bắt cả đàn kiến, thậm chí là trong bắt đàn kiến nó cũng lại bắt luôn cả cái cậu bé Lô Cát đó, vì cậu bé nó chỉ to một con kiến thôi. Và trong một cái cuộc chiến tranh giữa kiến và ong như vậy, rùng rợn như vậy, cậu bé Lô Cát gì cũng phải cùng với đàn kiến để chiến đấu để chống trả lại cái lũ ong độc ác kia, lũ ong ruồi độc ác kia. Cho nên và chưa hết đâu, sau khi chiến thắng cái lũ ong ruồi độc ác thì lại tiếp tục là một cái nạn nữa, đó là nạn của ông thợ làm vườn. Ông thợ làm vườn được bố mẹ của cậu bé gọi đến, và trước đây bố mẹ
cô bé gọi đến thì cái cắt cỏ xong thì đem phun cái thuốc diệt cỏ và diệt côn trùng. Và cái cậu bé Lucas đó lần này là gì, thấy là khi đã chiến thắng đàn ong rồi thì lại đến, thì chưa được yên vui bao lâu, ở khi đó là kết bạn được với đàn kiến rồi, chưa được yên vui bao lâu đó, thì tự nhiên lại thấy cả một cái đàn kiến là chạy tán loạn, là đi ẩn nấp rồi các thứ. Rồi khi đó cậu bé tưởng cái gì, mới nhìn lên thì là thấy một cái gì, một ông khổng lồ. Ông khổng lồ đó chính là sao, chính là một cái bác đi cắt cỏ và đi phun thuốc diệt diệt côn trùng. Mọi khi thỉnh thoảng nó vẫn thấy bố mẹ nó gọi đến vậy, và nó muốn ngăn như thì nó bé tí tí rồi không thể ngăn được. Và cuối cùng thì cả cái đàn ong kia cũng phải thì phải phối hợp nhau lại để không có thì bị cái đàn bị cái ông nông dân phun cái thuốc côn trùng kia là gì, ong cũng chết mà gì kiến cũng chết. Cho nên tất cả đều phải tập sức nhau lại để gì, để chiến đấu, để chống lại cái ông nông dân, để không cho ông nông dân gì phun cái thuốc diệt côn trùng kia. Và cái cuộc chiến rất là gì, rất là cam go nảy lửa. Các vị về có thể xem cái bộ phim cậu bé Lucas đó, xem thấy hay lắm, hay lắm. Đặc biệt là gì, cho các em nhỏ nó xem và dạy về cái nhân quả, về đạo đức gì, để cho các con nó gì, nó trở thành một cái đứa trẻ hiền thiện hơn. Ý nghĩa lắm, cái bộ phim hoạt hình nó rất ý nghĩa. Cho nên tôi xem và tôi đây tôi cảm nhận thế này đó, côn trùng nói gì, qua cái bài câu hỏi Phật tử này tôi mới nói côn trùng nói gì, cũng có gia đình của côn trùng, nó có vợ, cũng có vợ, cũng có con, cũng có chồng, cũng có gia đình riêng của họ. Trong cái gia đình riêng nó gì, cũng có cái gia đình chung của họ. Và chúng ta nhìn những đàn kiến nó bé nhỏ như vậy, nhưng xin thưa các quý vị, cái sự văn minh tham gia giao thông của nó còn tốt hơn gì con người Việt Nam chúng ta gì không biết hàng bao nhiêu triệu năm về trước nữa. Đúng không? Nó còn tốt hơn thế giới của chúng ta về cách tham gia giao thông không biết được bao nhiêu triệu năm về trước. Vì sao? Vì chúng ta bây giờ mới mới gì, luật giao thông của Việt Nam chúng ta mới đưa ra được có mấy chục năm nay, nhưng bây giờ đã gì, đem áp dụng đã chuẩn chuẩn chỉ 100% chưa, chưa. Giao thông, luật giao thông chúng ta thấy phải đi phải đúng làn đường này, và đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì đi, nếu như ở phố này, nếu đi ở nông thôn thì cũng phải gì, đi đúng làn đường của mình này. Đấy. Ví dụ như gì, đi xe đi ngược chiều nhau thì mình thì phải đi bên gì ạ, đi bên phải, còn đi bên ngược chiều chúng ta họ sẽ gì, sẽ tránh bên trái này, nếu mà chúng ta không đúng thì sẽ húc vào nhau. Đây là quy định của gì, của luật giao thông như vậy. Nhưng chúng ta thấy con kiến nó đi kiếm ăn không biết bao nhiêu triệu năm nay rồi, nó đi kiếm ăn nó gì, nó đi theo hàng theo lối, kiến đi theo hàng theo lối cũng vậy, nó tha mồi tha tha trứng, nó đi theo hàng theo lối như vậy. Gặp nhau chúng ta thấy cái râu râu nó gì, nó dòng 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 vài cái đó chính là gì, cái kiến thì nó giao tiếp bằng gì, bằng râu. Theo các nhà khoa học là kiến nó giao tiếp bằng gì, bằng râu, và bằng nhiều cái sự cảm nhận của nó, bằng râu và bằng cái chân của nó. Thì giống như chúng ta ra hiệu có thể gì, giao tiếp với nhau bằng gì, bằng lời nói, bằng cử chỉ, và bằng gì, cái cử chỉ hành động trên thân thể của chúng ta, ngôn ngữ và cử chỉ hành động của chúng ta, cách giao tiếp để cho mọi người biết thì như vậy. Cho nên đây á, hỏi là giết côn trùng có tội hay không á, thì tôi mới nói là hãy xem bộ phim đó thì chúng ta sẽ thấu hiểu được cái cuộc sống của côn trùng nó cũng phải gì, cũng phải được trân trọng như thế nào. Và cậu bé đó sau khi mà gì, cùng với đàn kiến và đàn ong, đàn côn trùng đó chiến thắng được bầy ong độc rồi, lại phải gì, lại phải chiến thắng cả cả cái ông bác phun thuốc, mình cứ nói nôm na ông bác phun thuốc trừ sâu kia nữa. À, thì khi đó thì nó mới cái bác kiến phù thủy đó nó mới đọc thần chú cho cậu bé này gì lớn trở lại như đứa trẻ bình thường khác. Đấy. Cho nên ở đây thì câu trả lời của chúng tôi là cũng có gì, cũng có tội đấy. Nhưng tất nhiên tội thì nó gì cũng sẽ không bằng cái tội giết người, không bằng cái tội giết gì, không bằng tội làm thân Phật chảy máu, hay là tội gì, tội giết cha giết mẹ, giết thầy hòa thượng, giết các vị thánh tăng vân vân. Nhưng mà cũng có tội. Cho nên thôi, sống cuộc đời này chúng ta đi, trong kinh Đức Phật mới nói gì, nếu mà xét về tội của một chúng sinh thế giới này là có hình tướng á, Phật nói rằng cả bầu hư không này cũng không chứa hết được, là như thế. Đấy, động chân động tay là gì là cảm có thể là có tội rồi, thậm chí là khởi tâm suy nghĩ mà sai sai pháp á, sai với luân thường đạo lý đã có tội rồi, chứ đừng nói là khởi ra hành động nữa. Sang câu thứ ba,
Có Phật tử hỏi rằng, bạch thầy, con gần đây đã gây ra một lỗi lầm lớn, một cơ hội lớn của công ty bị đánh mất mà lại liên lụy đến mấy bạn đồng nghiệp, khiến tâm con không thể nào an được. Con rất muốn nói hết ra lỗi của mình, nhưng ở địa vị của con, bạn bè và đồng nghiệp luôn tin tưởng con. Con không đủ can đảm để nhận lỗi. Nếu nói ra con sẽ mất tất cả công việc, niềm tin của bạn bè, vân vân. Con phải làm sao đây? Đã mấy năm nay tìm hiểu về Phật Pháp mà hiện giờ con không thể nào bỏ tất cả để nhận lỗi. Con thấy hổ thẹn quá. Thưa Thầy, liệu con có nên tiếp tục im lặng? Xin Thầy khai thị cho con để con biết con phải làm gì ạ? Mấy năm rồi, tâm không được an. Đó là gì? Là mình làm ra một cái điều lỗi lầm lớn mà không dám nhận lỗi với gì? Với mọi người. Phật tử này, tôi chưa biết là Phật tử này tạo ra một cái lỗi lầm gì, nhưng mà nói là gì? Ở đây chỉ nói là đã gây ra một lỗi lầm lớn, một cơ hội lớn của công ty bị đánh mất và lại bị liên lụy tới đến mấy bạn đồng nghiệp, khiến cho tâm không thể nào được an. Nhưng mà vì có thể là địa vị cao cho nên thì không dám nhận lỗi trước thủ trưởng của mình, trước ban giám đốc và trước các đồng nghiệp của mình. Và Phật tử nói nếu mà nhận lỗi thì có thể sẽ mất việc và là mất niềm tin với bạn bè, là mất tất cả, vân vân. Cho nên cứ yên lặng như vậy. Nhưng yên lặng như vậy mấy năm nay rồi, nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy là mình là người có lỗi và cảm thấy rất hổ thẹn. Không chỉ mấy năm đâu, mà nếu như mà phải mình không dám dũng cảm, có lỗi mà không dám gì dũng cảm để đứng lên để nhận lỗi ấy, thì không chỉ mấy năm mà gì, nó còn theo đến suốt cuộc đời này. Không chỉ hết cuộc đời này mà nó còn tiếp tục lại cái quả ở cuộc đời sau của mình. Là người học Phật chúng ta, điều quan trọng Phật nói gì? Có lỗi thì phải biết ăn năn sám hối để sửa đổi. Sám là sao? Sám nghĩa là bày ra những lỗi trước. Hối là sao? Hối tức là ăn năn chừa cải, thề nguyện không tái phạm những gì, những lần sau. Đó gọi là cách sám hối chân chính của nhà Phật. Người học Phật biết mình có lỗi mà không gì không sám hối, biết mình có tội mà gì mà coi như mình không có tội, thì chắc chắn không phải là người học Phật chân chính. Học Phật như vậy có 100 năm cũng chẳng hiểu được Phật, 1000 năm không hiểu được Phật, 1000 năm cũng chẳng hiểu được Phật. Dẫu cho gì, cho nhiều hơn nữa thời gian, vạn vạn năm sau cũng chẳng thể nào hiểu được Phật và thâm nhập được vào ngôi nhà của Đức Phật. Cho nên nếu Phật tử này hỏi, thầy chỉ có biết khuyên là nên thẳng thắn nhìn vào cái lỗi lầm của mình, lỗi của mình gây ra tới đâu, mình sẵn sàng gì nhận và sửa tới đó. Mình là người thực sự có tài, chỗ này không dùng, chỗ khác sẽ dùng. Mình không sợ là gì? Là không có công ăn việc làm nữa. Kể cả tội mình gì, mình giết người, mình cũng phải gì, phải dám đối trước pháp luật mà gì, mà tự thú là gì, mình đã từng giết người. Để cho đời sau, để cho sau khi mình mất đi, mình có thể giấu được gì ở đời này, giấu được pháp luật ở đời này kiếp này. Nhưng người học Phật chúng ta phải hiểu được nhân quả rõ ràng đến đời sau. Hai vị thần Câu Sinh Thức của chúng ta, chúng ta không thể gì mà cãi được đâu. Hai vị này làm việc rất công bằng. Chúng ta có cãi thì cũng không thể cãi được. Mà có cãi được á, ở dưới cõi âm ti địa phủ của Diêm Vương có một cái kính, gọi là nghiệt kính đài. Chúng ta xoay qua cái kính đó giống như bộ phim, đi qua cái kính đó giống bộ phim, ở cả một cuộc đời chúng ta nó chiếu lại từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta tạo tội và khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, không có cách chi để cho chúng ta giấu được nghiệt đài kính của thập điện Diêm Vương.
Cho nên là cái điều tốt nhất là gì? Nên bày tỏ để ăn năn sám hối. Nếu mà ban lãnh đạo công ty mà họ còn gì, họ còn tin tưởng, họ còn dùng mình thì mình gì, tận tâm tận lực để làm, để chuộc lại cái lỗi. Còn nếu họ không tin, không dùng mình cũng sẵn sàng phải chấp nhận ra đi và mình tìm một công việc mới, tìm một chỗ làm mới. Đấy mới là gì? Một con người quân tử. Đấy mới là con người gì? Con người học Phật. Đấy mới là một đệ tử Phật chân chính. Biết ăn năn, biết sửa những lỗi lầm của mình để trở thành một con người gì? Một con người tốt hơn. Chuẩn bị cho mình một tương lai, một hành trang để trở thành một gì? Một vị Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sinh gì? Ở đời này hoặc là đời sau, hoặc là những đời sau nữa. Còn mình không biết nhận lỗi, luôn luôn như vậy thì đời này mình đau khổ, đời sau mình càng đau khổ hơn và không bao giờ mình tiến tu được trên con đường cầu đạo, học đạo của mình. Cho nên với trường hợp này, thầy không biết Phật tử này gây ra được tội lỗi lớn gì, nhưng dẫu có lớn đến đâu, như là cướp của, giết người, vân vân, càng tội lớn như thế thì càng phải bày tỏ ăn năn, càng phải gì, phải đối diện với pháp luật và đối diện với gì, với hành động của mình đã làm trước đây. Đấy mới là người học Phật. Đó, cho nên thầy chỉ có lời khuyên như vậy. Và còn tùy theo Phật tử này là như thế nào là việc của Phật tử. Nhưng nên nhớ rằng nhân quả rõ ràng. Giấu được gì? Người trần, nhưng chẳng bao giờ giấu được gì? Diêm vương ngục, nghiêu đầu ngục tốt La Sát đâu. À, mà đến khi đó họ mà gì? Mà tra khảo ra thì chắc chắn là thêm cho một cái tội là gì? Một cái tội là âm mưu che giấu tội trước và đánh bóng gì? Đánh bóng cái gì? Tên tuổi của mình ở sau này để cho nó tốt hơn. Đó, cho nên điều này thì Phật tử này nên suy nghĩ và có hành động, có làm sớm, càng sớm ngày nào thì càng tốt ngày đấy. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư thầy bố thí cho con hỏi. Nhà con vừa có người mất, đó là anh trai mẹ con. Trước khi bác xảy ra chuyện thì trong nhà có người mơ thấy ông bà, tức là bố mẹ của bác con, về đứng đầu giường. Mọi người thường bảo nếu trong nhà ông bà quá cố đã về mà đứng đầu giường, tức là đón người trong nhà đi. Những trường hợp như vậy thường rất đúng. Nhưng con học giáo lý trong nhà Phật thì biết điều này là không thế. Kính bạch thầy và nhà chùa giải đáp vấn đề này giúp con ạ. Con hay con học giáo lý của nhà Phật chưa đến nơi đến chốn. Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. A Di Đà Phật. Ở trong kinh Địa Tạng cũng nói rồi. Cái khi mà cái người bệnh sắp mất, hoặc là người Phật tử chúng ta tu hành một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, mà thấy người thân đã quá cố rồi mà đến để gọi cho chúng ta đi, hoặc là dắt chúng ta đi, hoặc mời chúng ta đi, chúng ta chưa có đi. Chúng ta đi như vậy không phải là đi gặp người thân chúng ta đâu, mà đó là gì? Oan gia trái chủ đấy. Kinh Địa Tạng là đó chính là oan gia trái chủ. Nó hiện là người thân của chúng ta gì? Để về để lừa mình vào cái chồng thì nó mới gì? Nó mới báo oán được chứ. Oan gia trái chủ nó là lừa đấy. Như vậy thì nó mới báo oán được. Cho nên đấy là quan điểm của Kinh Địa Tạng. Cho nên người niệm Phật khi ra đi nhìn thấy người thân, hoặc là người bạn bè, hoặc là bố mẹ, hoặc là ông bà, hoặc là họ hàng cô bác đã mất rồi, thì nhất định chúng ta thì không đi theo. Nhất định không đi theo. Đấy là người tu của chúng ta. Còn người không tu, nếu mà trước khi mất mà họ nói rằng thấy người thân đến rồi, bảo là gì? Là hoặc là bố chết rồi, hoặc mất rồi, hoặc mẹ chết rồi, hoặc cả bố mẹ đều chết rồi. Như trường hợp này thì nói là thấy bố mẹ về đứng trên đầu giường và dẫn anh trai của mẹ đi, tức là bác của Phật tử này đi á, và
Không bao lâu sau ạ thì ông bác ấy mất thật. Thế như vậy thì ở đây thì không không khẳng định là 100% là oan gia trái chủ, nhưng cũng phải 80-90% là gì? Oan gia trái chủ hiện hình như vậy. Còn khoảng 10-20% là có thể là chính người thân chúng ta thật. Những người thân chúng ta thật, cái điều này thì rất khó để xảy ra. Vì chúng ta biết nếu mà cả hai ông bà mà cùng mất rồi thì chắc chắn rằng ở dưới quái âm nó không có cái chuyện là hai người cùng ở dưới kia được hết đâu. Nó tùy theo nghiệp của mỗi người. Không phải là cái xuống đó là gì, là gặp nhau dưới đó lại đoàn tụ gia đình ở dưới đó, là không có cái chuyện đó. Ít khi xảy ra, cũng có nhưng mà gì, hãn hữu và ít khi xảy ra. Trừ những người mà xuống đó để làm quan ở dưới quái âm mới được. Đó là quan ở dưới địa phủ đó. Và họ được gì, họ cũng có phúc báo. Và họ được đoán xuống đó để làm quan, họ mất đi được làm quan ở dưới kia thì có thể mới gì. Mà hai người vợ chồng ở trên nhân gian này đều tu nhân tích đức, nhưng mà chưa đủ phúc thiện để lên quái trời, hay tái sinh làm người có phúc báo đời sau hoặc về quái Phật vân vân, thì họ ở dưới quái âm ti, quái địa phủ đó, họ gì, họ làm quan ở dưới đó. Thì cái trường hợp như thế, cả hai vợ chồng đều có phúc tương tự như nhau mới có thể gặp nhau dưới đó và chung sống với nhau ở dưới đó. Cái điều đó thì có nhưng mà rất hiếm. Còn phần lớn là gì, nghiệp ai làm người nấy chịu. Cho nên cái trường hợp này thì tôi mới nói đến 80-90% là do oan gia trái chủ, nó hiện lên như vậy theo tinh thần của kinh Địa Tạng. Và kinh Địa Tạng Đức Phật dạy trong kinh có điều đó. Phật tử này nên gì, nên về đọc lại kinh Địa Tạng hoặc nghe giảng kinh Địa Tạng sẽ thấy cái điều đó. Chứ còn những bộ kinh Đại Thừa khác thì Phật không dạy về cái điều đó nhiều. Ví dụ kinh Pháp Hoa, Phật dạy chúng ta tu để thành Phật chứ không phải dạy về cái vấn đề đó. Hay là kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy về gì, về các pháp môn cho các vị Bồ Tát. Hoặc là kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy cho những người gì? Cho những bậc là chân chính dụng tâm tu tập. Tức là một gì? Một cái phương pháp, dạy cho những cái phương pháp tu hành rất là gì? Là cao. Còn kinh Địa Tạng là phổ cập ba căn. Bồ Tát thì học cũng được. Hàng tiểu thừa, trung căn học cũng được. Còn hàng Phật tử thì mới vào đạo thì học cũng được. Đó. Cho nên kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rất rõ về những cái giáo lý về nhân quả, về đạo đức, về hiếu hạnh, cũng như về gì? Về con người chúng ta trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết phải làm như thế nào. Đó, Phật tử nên học lại kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chắc phải về Phật tử này nói rằng á, thì có người người ta bảo rằng thấy những cái trường hợp như thế thì đó là gì, là người nhà về đoán đi. Nhưng mà Phật tử nói rằng học giáo lý nhập Phật thì không thấy không thấy nói ở trong điều này, không thấy điều này. Những cái điều này thì học kinh Địa Tạng ra thấy. Nhưng mà phần lớn, tôi khẳng định lại, phần lớn là do gì, oan gia trái chủ hiện ra để lừa những cái người sắp mất kia đấy, cái người mệnh sắp hết kia. Vì nó hiện là gì, hiện là quỷ, hiện ra gì, là những con vật để đến báo oán thì chắc chắn chúng ta sẽ không đi rồi đó. Nhưng nó hiện là người thân chúng ta thì chúng ta sẽ dễ bị mắc lừa và dễ đi theo. Đi một đoạn nó mới hiện lại nguyên hình, thì lúc đó là chúng ta không còn cách gì để cứu chữa nữa cả. Đó, cho nên trường hợp này thì khuyên Phật tử này nên tìm hiểu ở trong kinh Địa Tạng thì sẽ rõ hơn. Và tìm hiểu trong kinh Địa Tạng sẽ rõ hơn, và nghe giảng kinh Địa Tạng nữa để rõ hơn cái vấn đề này. Vì chúng tôi cũng đã nói rất nhiều trong đó rồi, mà kinh Địa Tạng Phật Bồ Tát cũng đã nói rất rõ trong đó rồi. Câu thứ 8. Bạch Thầy, con hy vọng mau mau vãng sinh về cực lạc thế giới, nhưng trên còn cha mẹ không yên tâm và sợ mình không để ý lại tạo thêm nghiệp tội, thật là lo sau này không thể đến cực lạc thế giới tu hành thành Phật, thừa nguyện tái lai. Nghĩ đến vấn đề này thì rất buồn phiền. Con xin hỏi đệ tử con nên xử lý như thế nào? Tu hành mà chỉ hy vọng mau mau vãng sinh cực lạc thế giới, nhìn trên gì, trên phương diện sơ sơ mà nói thì đấy là tốt đấy, nhưng mà gì, có tốt thật không? Chắc chắn với trường hợp Phật tử này là không tốt thật. Vì sao? Vì trên thì còn gì, còn cha mẹ
khiến cho Phật tử này không yên tâm, sợ rằng gì, có thể sợ rằng mình mà mau mau mình vãng sinh rồi thì cha mẹ mình ở lại thì như thế nào đây, ai là người sẽ chăm sóc cha mẹ mình khi về già, khi yếu đau, khi bệnh tật, vân vân và vân vân. Cho nên á, cái đấy thì khiến cho gì, khiến cho không yên tâm được. Đấy gọi là tu gì, tu nhưng mà không hiểu được pháp một cách rốt ráo. Cho nên á, cái nào cũng muốn. Ở đây người ta gọi là gì? Gọi là đứng núi nọ trông núi kia, bước chân trên hai con thuyền mà bơi hướng khác nhau, muốn gì, muốn đi tới đích vậy. Nếu Phật tử này thì muốn mau mau được vãng sinh, muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải buông xả được hết. Buông xả không chỉ cha mẹ mình mà nhân đến thì thân tâm mình cũng buông xả. Buông xả dấu gì, hôm nay tu ngày mai gì, ngày mai chết vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cũng gì, cũng sẵn sàng ra đi, không có gì có bám víu và không có chấp trược, không có bị một gì, một pháp nào, thiện pháp hay ác pháp hay vô ký pháp vân vân đó, không bị bất cứ một pháp nào nó gì, nó làm cho tâm mình bị lay động nữa, thì đó mới có thể vãng sinh được ngay trong một đời này. Nhưng còn đối Phật tử này, còn cái tâm luyến lưu luyến như thế này mà mong mau mau vãng sinh cực lạc thế giới, đấy chỉ là tổ thêm cho sự phiền não sinh ra ở trong tâm mình mà thôi, tự mình sinh ra phiền não trong tâm mình mà thôi, tự mình mâu thuẫn với gì, với hạnh nguyện và ý nghĩ việc làm lời nói của mình mà thôi. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này, quan trọng nhất bây giờ đưa ra lời khuyên cho Phật tử này, đừng có mau mau vãng sinh nữa, mà hãy nguyện là gì, nguyện làm sao tụng kinh niệm Phật, mong cho gì, cho cha mẹ được mạnh khỏe, và mong cho gì, mình bình an để tu tập, tới khi xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào thì nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí thế gì, thế đến để tiếp rước thần thức của con, khiến cho gì, con một đời được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Đến khi đó gặp Phật nghe pháp, nguyện là gì, Phật Bồ Tát ở thế giới đó sẽ gì, sẽ tận tình thương tưởng chỉ dạy cho con sớm chứng viên thành gì, đạo quả để phổ độ chúng sinh. Hãy lo tốt trách nhiệm bổn phận của một gì, một người đệ tử Phật tại gia, đó là hầu hạ cung phụng phụng dưỡng cho gì, cho cha mẹ cho tốt, làm tròn cái bổn phận của một người con hiếu thảo thế gian này, đó chính là gì, người tu hành chân chính. Khuyên cha mẹ dùng phương tiện tốt đẹp, phương tiện thiện xảo để khuyên cho cha mẹ cũng biết tín Phật, biết tụng kinh, biết niệm Phật và cùng phát nguyện vãng sinh, đó mới là gì, người đệ tử Phật tốt, đó mới là gì, còn hơn là cái việc gì, thường nguyện tái lai ở trong một kiếp sau này, khi mà chúng ta chưa biết chúng ta gì có được vãng sinh ở kiếp sau hay không, mà lại đã nguyện kiếp sau nữa thường nguyện tái lai để tận độ chúng sinh rồi. Hãy gì, hãy độ tận chúng sinh ở trong tâm mình ngay trong đời này, ngay trong kiếp này. Cực lạc ở đâu? Cực lạc ở ngay tại ngôi nhà của bạn ấy vậy. Cha mẹ bạn chính là A Di Đà Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Hãy lo để gì? Lo để cung phụng cho tốt. Và bạn cũng chính là A Di Đà Phật và chính là Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Hoặc là nếu bạn ấy thấp hơn một bậc thì bạn chính là Quán Âm Bồ Tát, bạn chính là Thế Chí Bồ Tát, là Địa Tạng Bồ Tát vậy, vân vân. Không phải tìm ở đâu xa, tìm ngay ở trong gì? Trong chính ngôi nhà của mình, ở trong chính bản tâm của mình. Đừng có mong vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới khi mà gì, mà mọi sự mâu thuẫn ở trong tâm chúng ta không thể giải quyết được. Rồi dần dần tu như thế sẽ lạc vào đường tà đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này gì, hãy cứ bình tâm mà tu. Hàng ngày tu xong chúng ta cũng gì, cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, giữ tâm đó không biến đổi, gọi là gì, tin sâu nguyện tiết hành chuyên, chỉ cần thế thôi, lo hiếu thảo báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ cho tốt, khuyên dùng phương tiện để thiện xảo khéo léo để khuyên cha mẹ cùng tụng kinh, cùng niệm Phật, cùng tu thiện cho tốt. Và một ngày nào đó khi đầy đủ công đức viên mãn đó, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp cho chúng ta, Phật Bồ Tát sẽ là người sắp xếp cho chúng ta vãng sinh hay không vãng sinh. Chúng ta có mong
một đời vãng sinh, nhưng nhân tu chúng ta không có, A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không gì, cũng sẽ không tiếp rước chúng ta vãng sinh đâu. Đó, cho nên cái điều này thì các Phật tử chúng ta tu hành phải biết rõ cái điều đó, đừng có tu hành cực đoan. Rồi á, rất nhiều người người ta chê pháp môn tịnh độ trong mấy năm gần đây, họ nói rằng á, Phật tử tu theo tịnh độ, đồng tu Việt Nam chúng ta đang đi sai đường lạc lối. Đó là sao? Họ nói rằng á, tu cả đời chả chịu tu, đến khi chết xuống thì gọi mấy thì mấy Phật tử, một nhóm Phật tử đến và trợ niệm cho, thấy thân thể mềm mại một chút, ấm đỉnh đầu một chút là hô hào với nhau, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi, vỗ tay đông đốt với nhau, và cho đó là gì? Đó là pháp môn tịnh độ chân chính. Đó là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không? Không phải đâu. Không phải như thế đâu. Cho nên là nếu muốn được vãng sinh, chúng ta phải tu hành chân chính, phải tu hành đúng pháp. Không phải là trước đây thì có người nói rằng này, chỉ cần có nhưng mà vừa tìm ra một cái phương pháp tu hành niệm Phật, nhất tâm bất loạn một đời vãng sinh. Tất nhiên tu hành nhất tâm bất loạn niệm Phật, nhất tâm bất loạn đương nhiên là một đời vãng sinh rồi. Nhưng nói về cái phương pháp tìm, mới tìm một phương pháp tu không cần phải khó khăn cực khổ và niệm Phật nhiều như các tổ ngày xưa. Chỉ cần thì cho cái gì? Cái tai nghe vào trong tai nghe, trong cái đài niệm Phật, ghi âm vào đó tiếng của tai, tiếng bất cứ một vị sư nào đó vân vân, hay một bạn nào đó, đồng tu nào đó, ghi âm vào và chúng ta gì, cho vào cái tai nghe, vào cái sang phone nghe vào tai này, nghe cả ngày cả đêm, bao giờ bỏ cái mic đó ra, tiếng niệm Phật vẫn vang vẳng bên tai, đó gọi là niệm Phật đạt được gì? Nhất tâm bất loạn một đời vãng sinh. Và có khá nhiều đồng tu ở Việt Nam chúng ta tu theo tịnh độ đã chạy theo tu pháp môn đó, bỏ pháp môn tu truyền thống, tin sâu nguyện thiết hành chuyên, một câu A Di Đà Phật niệm cho tới đó, để chạy theo gì, tu theo phương pháp đó. Và một vài có vị 2-3 hôm sau tuyên bố là chứng đắc được gì, niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn rồi. Có những vị vài tuần, có những vị vài tháng thì tuyên bố được như thế rồi. Và tôi ở chùa tôi thì đã gặp 2-3 trường hợp như thế rồi. Đệ tử tôi có một sư ông đó cũng tu theo cái cách đó, về có mấy ngày ông ấy đạt được, và ông nói về con cũng đạt được niệm Phật như kiểu như thế. Tôi bảo là bác đang bị tà rồi, đang bị lừa rồi. Xong cái vị ấy hỏi là gì, sư ông hỏi là gì, bày thầy tại sao thầy nói thế. Tôi bảo đúng vậy, bác không tin tôi á, bác không tin tôi á thì bác tụng kinh gì, kinh Bát Nhã một tuần cho tôi. Nếu bác tụng kinh Bát Nhã một tuần và bác cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu cái pháp mà con nghe cái gì, nghe cái nghe đài, tức là nghe cái sang phone cho vào tai đó, nghe tiếng niệm Phật đó, và có bỏ đài ra một tiếng niệm Phật vẫn vẳng vẳng bên tai con, cái tiếng niệm Phật đó, mà đó là gì, không phải là pháp con tự tu chứng, mà đó là tà pháp, thì nguyện con tụng kinh Bát Nhã một tuần, cái tiếng niệm Phật đó tự mất đi. Nếu mà đó là chính pháp thì con tụng kinh Bát Nhã một tuần như lời thầy con nói thì cái tiếng niệm đó vẫn ở trong con. Tôi bảo chỉ cần gì, bác tụng kinh Bát Nhã và bác khấn nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho như thế thôi. Và bác cái tụng gì, đến ngày thứ 3 xuống gặp tôi bảo bạch thầy, thầy nói đúng thật, con vừa tụng đến ngày thứ 3 thì tự nhiên gì, cái tiếng niệm Phật ở trong tai con không còn nữa. Đó. Tôi không cần phải giải thích nhiều, và tự bị hiểu đâu là chính và đâu là tà. Rồi còn một cái Phật tử đi xuống tận Hải Phòng tu đâu 2-3 tuần ấy, cũng được gọi là đạt được cái pháp đó, và lên chùa Tản Viên xin ở tu thêm 1-2 tuần nữa để cho nó chắc. Nhưng trước khi về, không may là đêm hôm đó trời nó gì, nó đổ cơn dông và chuẩn bị mưa. Bắt đầu ấy, vì này đang gì, đang niệm Phật ở trong nhà tổ, tự nhiên tiếng sấm sét oanh một cái, vì này giật mình, và gì chỉ nghe thấy tiếng sét nữa, nó nổ gần ở ngay đó, vậy cái tiếng o o bên tai, và không còn nghe thấy tiếng niệm Phật nữa. Và vị này rất buồn, nghĩ là gì, mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chỉ bị vì một tiếng sét mà gì mà mất cái niệm Phật đó, mất cái tiếng niệm Phật phản văn văn tự tính nhất tâm bất loạn đó, cho nên buồn. Buồn hôm sau xuống núi bạch với tôi bảo là không phải buồn đâu, cái đấy có phải là của bà được đâu mà bà buồn, có phải là chân thật của bà đâu mà bà buồn. Cái gì chân thật của bà thì nó gì, bà vẫn giữ được nó, còn cái gì không phải của bà chắc chắn bà không giữ được nó, đừng có buồn. Hãy tu cho này đúng chính pháp. Nếu như muốn về Tây Phương Cực Lạc thực sự, hãy đi theo đúng chính pháp.
Kể cả đây tôi nói hôm nay nói như thế này, nếu mà các Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta còn ai đang tu theo cái pháp đó thì nên xem lại mình. Nếu muốn về Tây Phương thực sự nên xem lại pháp tu của mình. Và quý thầy nào mà đang đi truyền giảng cái này, pháp này cho là chính pháp á, cũng nên xem lại mình. Không có đến khi nhắm mắt xuôi tay, Diêm Vương ngục tốt nó đến, nó lôi đi sành sạch, nó bảo gì, ông tu sai pháp mà ông còn gì, còn lừa rất vô số chúng sinh, thì lúc đó chẳng ai cứu được mình đâu. Mười phương chư Phật có hiện ra trước mặt mình, có muốn cứu mình cũng chẳng cứu được đâu. Đó cho nên các Phật tử chúng ta phải gì? Phải rất phải cẩn trọng khi mà tu tập, kể cả pháp môn tịnh độ cũng phải gì? Cẩn trọng. Một câu hỏi nữa, con bạch thầy, con nghe câu tướng chuyển theo tâm, vậy nói chúng ta có thể dùng tướng mạo của mình để xem xét và đối chiếu với công phu tu hành. Xin hỏi có phải những người tu hành có tướng mạo xấu xí thì công phu tu hành cũng không tốt lắm, có đúng không ạ? Cũng bởi vì điều cũng bởi vì điều đó đôi khi con thấy bạn đồng tu mệt ốm lại khởi tâm chê bai là chắc dạo này không tu tập gì, bạch thầy khai thị cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây tướng chuyển theo tâm, câu nói này thì chúng ta thường gặp. Tướng chuyển theo tâm là sao? Đây không phải là một người xấu, một người xấu xí mà họ tu. Chúng ta biết là tướng mạo nó xấu xí, với người màu, người đen đen thấp thấp lùn lùn chẳng hạn, thì cho dù tu đến đâu chẳng hạn, nó cũng không thể chuyển từ màu đen sang gì, sang màu trắng được. Cũng không chuyển, sẽ chuyển từ một người lùn có 1m2 thành một người gì, người 1m7, người 1m8 được. Thế nhưng là người Đạo An Pháp Sư là thầy của gì, của ngài Tuệ Viễn Đại Sư, là thầy của sơ tổ Tịnh Độ Tông đó, ngài gì rất lùn, ngăm ngăm, da lại ngăm đen, răng lại vổ vổ nữa, cho nên rất xấu. Vì vậy ngài đến xin, vào vì đến xin xuất gia, trong chúng gì ai cũng coi thường và coi gì một con người cái thân tướng xấu xí như thế này làm sao mà tu được. Cho nên ngài đến xin đi tu mấy chùa thì không chùa nào dám nhận, không chùa nào nhận. Thế đến hôm ngài đến một cái tu viện lớn, thì đến đó nghe cái vị hòa thượng đó là vị hòa thượng cao tăng thạc đức, có thể là đắc đạo. Cho nên ngài đến xin thì thầy chi khách, thầy quản chúng đều không nhận. Nhưng may thay thì lúc đó vị hòa phương trưởng trụ trì đi qua, đang nghe cái vị phương, nghe cái thầy quản chúng đuổi cái gì, cái chú Đạo An đó, cái chú Đạo An đó. Xong rồi thì thầy phương trưởng đi lại hỏi, thì mới nghe thì ngài Đạo An thì nhất tâm muốn thì muốn xuất gia. Thế nhưng mà nghe chúng ở trong thì trong chúng đuổi phản đối nhiều quá, cho nên á tổ mới bảo là thôi, nếu con muốn xuất gia thì thôi, thì chú nó muốn xuất gia thì các con thì cứ cho nó xuống bếp nó làm công quả một thời gian, nó thử thách xem nó có chịu được không. Nếu nó chịu được thì cho nó xuất gia, mà không chịu được thì thôi, tự nó sẽ bỏ đi thôi, làm gì phải gay gắt như thế. Phật môn là tận độ chúng sinh mà, thôi thì các con thì cứ cho chú một cơ hội. Vì nể phương trưởng chủ trì cho nên thầy quản chúng, thầy chi sự vân vân đó, mới thì cho nó xuống bếp, giao cho nó những việc nặng nhọc. Đó là gì? Ngày thì đi chăn trâu. Ngày xưa các thiền viện lớn thì thường là nuôi trâu để làm sức kéo mà, vừa lấy phân bón vừa lấy thì làm sức kéo, giống như người nông dân, gọi là quan điểm của ngài tổ Bách Trượng là một ngày không làm một ngày không ăn, là như thế. Cho nên ban ngày thì cho đi chăn trâu, ban đêm về thì bắt giá gạo, bổ củi, gánh nước đấy, cho nó làm thật nặng vào gì xem nó có chịu được không. Ban đêm á giá gạo, bổ củi, gánh nước, tối khuya 11-12 giờ đêm mới được đi ngủ, 3 giờ thì lại phải gì, phải dậy để gánh nước và phụ bếp. Rồi sáng ra ăn xong bữa sáng thì bắt đi dắt trâu đi chăn cho đến tối. Rồi mấy bữa sau thì ngài mới nói là đi chăn trâu như thế này uổng quá, cứ đọc sách, xin lên thì lên thầy, xin thầy quản chúng với lại thầy ở tàng kinh các của chùa để xin gì, xin các thầy ấy cho mượn quyển sách để đọc. Đi chăn trâu thì trâu nó ăn cả ngày chả có gì đọc, cũng buồn lắm. Các thầy đưa cho quyển kinh A Di Đà,
đưa hôm trước hôm sau chú mang quyển kinh A Di Đà lên bảo là bạch thầy thì con đọc xong rồi thì cho con thì cho con quyển kinh khác. Hôm sau đưa cho quyển kinh Kim Cương. Thì đến tối về đến hôm sau lên lại bảo chú lại bảo thì bạch thầy con đọc xong rồi cho con thì xin quyển kinh khác. Thầy quản chúng với lại thầy quản lý thư viện phòng sách đó, thấy là hơi bực mình rồi nhưng mà không nói. Thì hôm nay đưa cho nó quyển kinh thật dày. Hôm trước đưa cho hai quyển kinh thì mỏng mỏng, nó chắc nó đọc một lần nó xong. Hôm nay đưa cho quyển kinh thật dày, đó là đưa hẳn cho quyển kinh Pháp Hoa. Đưa cho chú ấy. Buổi sáng, chiều về gì? Sáng sớm hôm sau nó lại thì trước khi đi nó lại bảo đến tối nó lại lên nó thì nó lại bảo là bạch thầy con đọc xong rồi cho con xin mượn quyển kinh khác. Mấy thầy nhau mấy thầy mới bắt đầu là tập trung nhau lại mới để quạt mắng chú một bữa, xả chú một trận, bảo là chú thế này thế nọ thế kia. Thế chú cũng chẳng nói gì cả, cũng chẳng nói là mình, chú chỉ nói là bạch thầy con đọc xong rồi, thế cũng chẳng nói là mình học thuộc cả, chỉ nói đọc xong thôi. Ví dụ như đọc xong, chúng ta biết một quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bảy quyển dày như thế này mà chú đi tu đi đi chăn trâu mà để có một ngày mà đọc xong, đọc xong rồi không phải đọc xong hết một lượt mà đọc gì, đọc thuộc lòng luôn các quý vị, thuộc lòng luôn trong gì, trong có một ngày thôi mà học thuộc lòng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sáng cầm quyển kinh chiều đã giả lại. Các thầy tức quá mắng cho một trận chú ấy vậy, nhưng mà chú ấy không nói là mình học thuộc lòng, chỉ nói là con nào đọc xong rồi thôi. Thì các thầy mắng thì mình chú ấy chỉ A Di Đà Phật và đấy, con xin sám hối thì nếu làm phiền gì các quý thầy thì con không dám làm phiền nữa. Và từ đó thì các thầy không đưa cho quyển kinh nào nữa. Và thôi không đưa quyển kinh thì thôi chú có đọc đi đọc lại gì mấy quyển kinh A Di Đà, kinh Kim Cương và kinh Pháp Hoa mà hôm trước đọc thuộc rồi, một lần đọc sách là thuộc ngay. Hôm sau thì tuy không có sách nhưng mà ngày cứ đọc đi đọc lại như vậy. Một hôm có một vị thiền sư người gốc Ấn đến thăm vị hòa thượng đó và nhìn thấy gì? Đứa trẻ lùa đàn trâu về chuồng một cái biết ngay đây là gì, đây là một bậc pháp khí, bậc long tượng ở trong gì, trong Phật giáo. Người này sẽ làm hưng danh, làm rạng danh cho gì, cho Phật giáo Trung Hoa ở đời sau đấy, trong một thời gian sau đấy. Và ngài đó chính là ngài Phật Đồ Trừng. Ngài vào tiếp xúc nói chuyện với hòa thượng Phương Trượng trụ trì xong mới là kiểu như hỏi tỉ tê, hỏi rằng bạch thầy gì, dạo này ở trong chúng thì có người mới xuất gia không, con là dạo này bên con bí người quá chả có người chấp lao phục dịch, các mấy đệ tử lớn lớn thì nó đi ở chùa riêng hết rồi, chả có chú nào mới đến cả, chả có người để dọn dẹp để làm công quả trong chùa, thì con cứ phải ra làm việc chúng thì cho thời gian thuyết pháp giảng đạo nó cũng ảnh hưởng tới cái việc thời gian dạy học cho chúng. Hòa thượng có vị nào mới không cho con xin một đứa về để nó làm những cái công việc dọn dẹp các thứ. Hòa thượng bảo rằng có thì có đấy, nhưng mà gì, nhưng mà sợ gì, sợ hòa thượng không nhận mà thôi. Thế bảo vì sao có, hòa thượng nói thế bảo có thì có một, mới có một đứa nó mới đến xin tu là mấy tuần nay, nhưng mà gì, nó xấu lắm, người vừa đen vừa lùn, đoản tướng chả có cái tướng tốt gì cả, xấu lắm. Thế ngài Phật Đồ Trừng mới hỏi vậy, có phải cái chú mà thấp thấp lùn lùn người đen đen mà mới lùa đàn trâu về buổi chiều đấy không? Hòa thượng bảo đúng đúng đấy, chính là gì cái chú ấy đấy. Ở trong chúng này thì ai cũng gì muốn đuổi chú, nhưng mà con nó thì thấy thương chú ấy cho nên ấy, để cho chú ấy xuống làm công quả dưới bếp cho chúng để sắp xếp cho đi chăn trâu. Thế là ngài Phật Đồ Trừng bảo vậy thì con xin gì, xin thầy xin hòa thượng gì cái chú ấy. Và về với ở với ngài Phật Đồ Trừng chẳng bao lâu, ở trong tòa pháp của ngài Phật Đồ Trừng thì đạo An Pháp Sư trở thành một gì, một vị đại đệ tử danh tiếng của gì, của Phật giáo Trung Hoa. Ngài đâu có đâu, khi mà gì, chuyển tu thành gì, thành một cái vị gì, một vị đại pháp sư tam tạng đều tinh thông, đức hạnh đều gì, đều vượt trội, nhưng mà thân thể của ngài gì, nó có trắng ra đâu, nó vẫn đen đen như thế. Rồi nó cũng có cao lên 1.5 m, 1.7 m đâu, ngài vẫn 1.3 m, 1.4 m như thế. Đó. Cái câu mà các tổ nói là tướng chuyển theo tâm ở đây. Ví dụ như là sao? Khi chúng ta vui,
thì nét mặt chúng ta sao? Nhìn nó rạng rỡ. Khi chúng ta buồn thì nhìn nét mặt chúng ta gì? Nó xị xuống. Và khi chúng ta nóng giận thì nhìn cái gì? Sắc mặt chúng ta sao? Nó đỏ lên như gì? Như con gà chọi ấy mà. Đó, có nghĩa là ý tướng chuyển theo tâm. Đây là ý muốn nói gì ở cái phạm vi như thế. Còn nếu mà chúng ta tu lâu, chúng ta tu lâu thì cũng có thể nó chuyển được một tí cái tướng gì? Từ cái tướng cau có sang cái tướng gì? Ưa nhìn từ bi. Đó, như vậy. Nó như thế. Chứ còn ở đây thì Phật tử này nói là có một thời, có trường hợp có những người khi mình ốm mình không công phu được, thì có bạn đến này lại nói chắc dạo này lười tu cho nên gì nó mới thế chứ, người bị người ta chơi bai như thế như thế. Cái đấy thì có gì mà buồn đâu. Khi chúng ta già, da chúng ta chắc chắn gì sẽ bị đồi mồi hoặc bị gì, bị nhăn nheo, giống như Đức Phật Thích Ca. Khi về già, ngài cũng đâu có đẹp như gì, có hảo tướng như khi còn 30, 40, 50 nữa đâu. Da ngài cũng vẫn theo gì, theo cái sự quy luật vô thường ở thế gian, đó là sinh, già, bệnh và chết. Đức Phật thì không phải chết mà Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng thân thể của ngài cũng bị già và bị yếu đi theo năm tháng, theo thời gian mà. Cho nên ở đây đã khi mà gì đã là quy luật thì nó không từ một ai. Ví dụ cái quy luật sinh già bệnh chết đó là quy luật, thì đến Phật thì hiện ra ở thế giới này để phổ độ chúng sinh thì Phật cũng phải gì theo cái quy luật đó để có sinh, có già, có bệnh và có chết. Nhưng với chúng sinh thì gọi là chết, vì chết là gì, là để tái sinh, chết là để đi đầu thai, hoặc chết là bị đọa lạc. Nhưng còn Phật đó thì không bị cái đó, cho nên Phật gọi là gì, gọi là nhập Niết Bàn. Phật gọi là nhập Niết Bàn, còn chúng ta thì gọi là gì? Gọi là chết. Còn các tổ thì gọi là gì? Gọi là thị tịch, hay còn gọi là tịch diệt. À, các bậc, các vị thánh tăng A-la-hán thì gọi là tịch diệt hay là thị tịch, vân vân. Hay cũng có thể gọi là gì? Nhập Niết Bàn. Đó. Còn ở đây thì Phật tử này nói rằng nếu mà đối chiếu với cái công phu tu hành và tướng mạo mà nói, là tướng chuyển theo tâm á, thì cái khi tu hành mà không tốt thì tướng nó sinh ra thế này thế nọ thế kia xấu xấu, khi mà hoặc là khi gì đôi khi mà bị ốm bạn đồng tu lại chê bai là dạo này không tu thế nọ thế khác vân vân đó. Thì thôi cái này thì thầy nghĩ là cũng đừng có quan tâm được cái đó lắm, làm gì. Người học Phật chúng ta đừng có buộc lạt vào mình làm gì, đừng có buộc dây vào mình, đừng có tự trói làm vào mình làm cái gì cả. Những cái đó là những cái câu nói cửa miệng, những cái câu nói đó là cái phương tiện, cũng không phải nặng nề làm cái gì cả, cứ bình thường đi. Rồi người ta có chê hay là có nói như thế nào đó thì tùy duyên đi. Nhưng đây thầy phải nói là cái tướng tùy theo, tướng chuyển theo tâm này, cái này nó chỉ là một cái gì, một cái khía cạnh thôi, chứ không phải là nó gì, nó không phải là chân thực pháp, mà nó gọi là quyền pháp, là pháp phương tiện. Quyền pháp tức là pháp phương tiện thôi, mà đó là phương tiện thì gì, không phải là thật. Người học Phật chúng ta nếu mà chấp vào cái phương tiện để là thật, chấp vào cái quyền pháp là thật đó, thì là cũng là gì, là sai. Cho nên cái này chỉ là cái câu nói để chúng ta nương vào đó để sách tấn nhau tu tập. Và cũng thấy là gì, cũng có thể nói chuyển thực. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, ngài bắt đầu từ khi xuất gia cho đến nay là 88, 89 tuổi rồi, ngài vẫn gì ăn chay trường thanh tịnh, cho nên thân thể của ngài gì không bị ốm đau bệnh tật, không mất một viên thuốc nào từ khi xuất gia cho đến giờ chẳng hạn, vân vân. Trước đấy thì vẫn có, nhưng sau khi xuất gia rồi thì không mất viên thuốc nào, vì ngài ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, làm các việc phúc thiện, cho nên chúng ta thấy sắc diện của ngài cũng hồng hào và khỏe mạnh. Thì đấy có thể nói gì, tướng cũng gì cũng chuyển theo tâm là như thế. Cái đấy trường hợp đó thì có, nhưng mà ở trong một cái phạm vi gì nhất định, một cái phạm vi gì vừa phải thôi, chứ không phải là tất cả đó. Để khi mà tất nhiên đây là chỉ cho người mà tu hành mà chân chính tu hành thì đắc đạo thì mới có thể chuyển được ở cái mức độ như thế. Còn hàng phàm phu chỉ có ngày thì mấy chàng niệm Phật, mấy thời tụng kinh ấy, tham sân si còn đầy rẫy thì làm sao mà chuyển được cái tướng như thế. Đấy là cái nói thêm thì chúng ta biết thôi. Câu hỏi này nói tóm lại là Phật tử này cũng không nên chấp vào cái đó làm cái gì lắm, cũng không nên lấy buộc lạt vào mình làm gì, tự trói mình làm gì, mái thoáng đi, đừng có nặng nề vào cái đó làm gì. Có Phật tử hỏi là con bạch thầy, con là một hành giả tu tịnh độ, thời gian gần đây trong quá trình tu tập
Trong khi niệm Phật, con đang niệm rất an, thì tự con cứ làm nhảm miệng gì con cũng không biết. Bạch Thầy từ bi khai thị cho con để con có thể tinh tấn tu học. Trường hợp này đang đi sai đường. 100% là từ này đang niệm Phật sai đường, dụng tâm sai. Dụng tâm một cách gì? Một cách là mình gọi là thái quá. Chưa ngồi vào niệm Phật đã gì? Đã mong vãng sinh. Niệm niệm đều gì? Đều nghĩ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để vãng sinh. Niệm Phật như thế này gọi là niệm Phật thái quá. Người tu tịnh độ chân chính ấy, niệm Phật không bao giờ gặp cái cảnh như vậy cả. Người ta làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình ở mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Tùy duyên niệm Phật, vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật, đi ngủ cũng niệm Phật, ăn cơm cũng niệm Phật. Người ta tùy duyên như vậy, nhưng không có bao giờ gì, như kiểu như là đồng bóng lên gì, lên giá như vậy cả, không bao giờ có. Cho nên trường hợp này Phật tử nói là thời gian gần đây, trong quá trình tu tập, trong khi niệm Phật, con đang niệm rất an, thì tự nhiên con cứ gì, cứ làm nhảm, niệm gì cũng không biết. Tức là không làm chủ được bản thân mình, không làm chủ được tâm mình, để một cái thế giới khác nó mượn cái thân thể của mình để nó lái mình, và mình không biết mình đang làm gì nữa. Đó, đó tất cả đây do dụng tâm sai. Dụng tâm một cách gì? Thái quá. Và dụng tâm một cách gì? Lúc nào cũng gì? Cũng mong được vãng sinh. Và lúc nào cũng chỉ mong là mình sớm được vãng sinh để về với Phật, vân 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 vân, như thế này. Phật và Tổ cũng không dạy ở trong kinh như thế. Người tu tịnh độ chân chính chúng ta, Phật Tổ chỉ dạy chúng ta gì? Giữ tâm nguyện cho vững vàng. Hành một câu gì? A Di Đà Phật cho chuyên. Đừng có để cho gì? Cho tạp tâm. Và chúng ta niệm cứ nhẹ nhàng mà niệm. Đừng có mong là hôm nay chúng ta niệm ngày mai có được vãng sinh không? Năm nay chúng ta niệm sang năm có được vãng sinh không? Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Và cái việc vãng sinh hay không vãng sinh đó là gì? Việc của Phật, việc của A Di Đà Phật. Việc của chúng ta này là một hành giả tu tịnh độ, chúng ta cứ làm trọn cái gì, cái trách nhiệm và bổn phận của mình, đó là tin cho sâu. Tin sâu là sao? Đó là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh. Đó, ngài Trung Phong Quốc Sư trong Trung Phong Tam Thể niệm, ngài dạy như vậy. Tin mình là người niệm, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ có phần vãng sinh. Nhưng vãng lúc nào? Vãng khi nào? Vãng bao giờ? Bao giờ vãng? Thì đó là việc gì? Việc của A Di Đà Phật, chứ không phải là việc của mình. Mình chỉ tin cho sâu, nguyện cho thiết. Tức là nguyện sao? Thế nào là nguyện cho thiết? Chỉ nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không nguyện gì? Không nguyện sinh quái trời người. Dẫu cho đời sau có phúc báo sinh lại làm tổng thống, làm chủ tịch nước, làm tổng bí thư, vân vân, chúng ta cũng gì? Cũng không muốn. Dẫu cho đời sau có sinh lên làm gì? Làm vua quái trời Đao Lợi, hay là vua quái trời Phạm Thiên, hay là vua quái trời Phi Tưởng, Phi Tưởng Xứ, chúng ta gì? Cũng không cầu. Mà chỉ cầu gì? Được sinh về là cư dân quái Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là gì? Gọi là nguyện thiết. Hành cho chuyên tức là sao? Một câu A Di Đà Phật giữ ở trong tâm mình cho nó gì? Cho nó vững, cho nó chắc. Có thể vẫn học các bộ kinh khác, vẫn tụng các bộ kinh khác, nhưng chúng ta gì? Chốt lại, tụng kinh gì thì tụng kinh, cuối cùng vẫn dùng một câu A Di Đà Phật. Cái quan điểm của tôi ấy thì khác với Hòa Thượng Tịnh Không ở chỗ thì Hòa Thượng Tịnh Không bảo là gì? Chỉ cần tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, không cần tụng một bộ kinh nào khác, không cần học một bộ kinh nào khác. Nhưng quan điểm thì tôi thì khác. Chúng ta có thể gì? Hợp bộ kinh nào, có duyên với bộ kinh nào thì chúng ta cứ đọc tụng, cứ nghiên cứu thêm. Nhưng một câu A Di Đà Phật, đó là cái đích mà chúng ta gì? Phải đi tới. Đã đi tới rồi thì trụ ở trong đó. Thì chúng ta biết là lục tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Ngài là một vị thiền sư đã đại triệt đại ngộ. Sau khi triệt ngộ rồi á,
chúng ta thấy ngài chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Tổ có tụng kinh Vô Lượng Thọ đâu, tổ cũng chẳng tụng kinh A Di Đà, mà tổ gì, chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng ta biết đó gì? Đó chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Nếu mà chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ mới được vãng sinh, mới đảm bảo vãng sinh, thì chắc chắn là gì, tổ đã gì, lục tổ Vĩnh Biên Diên Thọ ngài chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi. Cho nên ở đây các tổ, các ngài thì hiện ra ở trên đời này, các ngài chỉ dạy cho mỗi người, mỗi người một duyên. Ví dụ như ngày xưa có một vị tổ cũng gì của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, các ngài chỉ giảng kinh A Di Đà thôi và chỉ khuyên mọi người tu tập tụng kinh A Di Đà thôi. Cả đời của ngài gì hơn 300 gì, hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà, hơn 300 lần giảng kinh A Di Đà và không giảng kinh gì khác. Cả đời ngài chỉ giảng kinh A Di Đà và khuyên người ta tụng kinh A Di Đà. Nhưng có những tổ thì là gì, khuyên người ta gì, mọi hạnh đều gì, đều phải làm, mọi hạnh đều phải làm, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, học vững gì giáo lý, học vững giới luật, học cho gì tinh thông giới luật và vững vàng về giáo lý của Phật để làm kim chỉ nam cho vấn đề tu tập. Nhưng chung quy lại, học gì thì học, tu gì thì tu, vẫn một câu A Di Đà Phật là quan trọng nhất. Đó. Thì cho nên quan điểm của tôi gì hơi khác một chút. Nói là hơi khác nhưng thực tế không phải khác đâu. Có thể khoảng độ tầm 20, 25, 30 năm nữa, nếu như mà gì tôi còn gì thọ mạng dài dài ở thế gian, đến về phần cuối đời tôi cũng chỉ chuyên một bộ kinh, chuyên một bộ kinh. Và khi đó có thể tôi cái gì, tôi cũng chỉ khuyên mọi người là chuyên một bộ kinh. Chúng ta biết, xem về lịch sử của Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta thấy trước đây ngày học và giảng rất nhiều các bộ kinh. Ngày giảng cả kinh Koran, giảng cả kinh Tân Ước, cả kinh Cựu Ước. Kinh Koran là của đạo gì? Của đạo Hồi. Tân Ước, Cựu Ước là của đạo gì? Tin Lành, của đạo Thiên Chúa. Rồi ngài giảng cả gì? Cả kinh Lăng Nghiêm, chuyên về gì? Về thiền. Ngài giảng cả kinh Kim Cương, chuyên về thiền. Thậm chí ngài giảng cả gì? Cả kinh Hoa Nghiêm. Ngài giảng Tứ Thập Nhị Chương, giảng Bát Đại Nhân Giác, vân vân. Đó là thời còn trẻ, ngài giảng rất nhiều như vậy. Thời khoảng 3, 4, 5, 60 ngài giảng rất nhiều như vậy, 70, 80 ngài giảng rất nhiều kinh như vậy. Cho đến gì? Từ 80 tuổi trở lên ngài mới gì? Khoảng hơn chục năm nay ngài mới gì? Chuyên Vô Lượng Thọ. Cho nên ở đây thì chúng ta phải xem thực sự phương tiện của các tổ, của các vị Bồ Tát, của Phật. Khi mà giảng về kinh nào thì các ngài gì? Các ngài đặc biệt tán dương khen ngợi kinh đó. Ví dụ như khi Phật nói gì? Nói kinh Lăng Nghiêm, thì Phật bảo kinh Lăng Nghiêm là vua của các kinh. Khi Phật thuyết kinh Bát Nhã thì Phật nói gì? Kinh Bát Nhã là mẹ của tất cả các kinh, mẹ của tất cả các kinh. Mà mẹ thì sẽ đẻ ra gì? Đẻ ra các con. Mà vua thì còn ai hơn trong nhân dân? Thì một đất nước, trong một đất nước thì vua là trên hết, còn ai hơn nữa không? Không. Nhưng khi thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng nói thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp là trên hết. Trong tất cả con sông thì biển là lớn hết. Kinh này cũng như vậy, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng gì được ví như biển, còn các kinh khác ví như con sông. Vậy chúng ta nghĩ là gì? Vậy Phật nói vọng ngữ? Không, Phật không bao giờ nói vọng ngữ. Phật về phương tiện mở đường dẫn lối cho chúng sinh, tùy theo căn cơ của chúng sinh, tùy theo từng pháp hội, tùy theo cái nhân duyên, trình độ của thính chúng mà ngài giảng bộ kinh đó. Khi giảng bộ kinh nào thì ngài đều đặc biệt tán dương khen ngợi bộ kinh đó. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không ngài gì chuyên giảng về Vô Lượng Thọ, chắc chắn ngài sẽ gì, sẽ chỉ tán dương và khen ngợi về Vô Lượng Thọ và đặt Vô Lượng Thọ là trên hết. Còn tôi bây giờ tôi đang giảng kinh Địa Tạng, chắc chắn tôi gì, tôi chỉ tán dương khen ngợi kinh Địa Tạng, và tôi gì, tôi cho kinh giảng và tôi đặt kinh Địa Tạng gì là trên hết.
giống như thời xưa Phật còn tại thế, khi ngài giảng kinh Địa Tạng thì ngài cũng gì đặt cái vị trí kinh Địa Tạng là tối cao. Đây chính là gì? Là phương tiện thiện xảo của chư Phật vậy, chư Bồ Tát vậy, chư lịch đại tổ sư vậy. Cho nên nếu chúng ta học mà chúng ta chấp vào á, lời dạy của các tổ, của các hòa thượng, chúng ta nghe mà không hiểu ý của các ngài dạy á, không hiểu được cái lý và cái giáo nghĩa sâu sắc, sâu xa ở trong đó, chúng ta sẽ là người bị vướng, giống như cá vướng vào lưới vậy. Đó, cho nên ở đây Phật tử này chắc chắn là do dụng tâm một cái gì thái quá. Ngày nào lúc nào cũng gì cũng mong mình sớm được gì, được vãng sinh. Cho nên cũng sẽ bị gì cái họa giống như người tu các pháp môn khác, không có khác vậy. Cho nên người niệm Phật chúng ta cũng phải giữ cho tâm bình khí hòa là như thế. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng niệm Phật cũng phải giữ cho tâm bình khí hòa. Tâm bình là sao? Tức là giữ cho cái tâm chúng ta bình đẳng. Đừng có mong một cái niệm gì đó nó thái quá. Cách đây mấy năm có người nói là đệ tử Hòa thượng Tịnh Không lập thành từng nhóm để tu tập. Khuyên các Phật tử tại gia là gì? Bỏ hết tất cả đi để tu cầu vãng sinh một đời. Đang làm công chức nhà nước, làm cơ quan doanh nghiệp cũng bỏ hết để gì? Để kết thành 10 người, 20 người một đạo tràng nhỏ để mượn một gia đình tụ tập tại một gia đình Phật tử nào đó để suốt ngày chỉ có niệm Phật thôi để cầu vãng sinh. Thậm chí cái trường hợp mà có cái cháu mà thi, tôi nói một hai lần rồi đấy, ở dưới Thanh Xuân Nam thi đỗ và được đi du học ở bên Anh, thủ tục làm xong hết rồi, mẹ không cho đi. Lý do vì sao? Lý do duy nhất là gì? Là ở bảo con ở nhà để niệm Phật, để chờ đến ngày 21 tháng 12 năm 2012. Ngày đó là ngày tận thế và cả nhà đều vãng sinh. Cái cháu đó nó khi nghe mẹ nó nói như vậy nó rất đau khổ, nhưng mà nó không dám cãi lại. Nó đau khổ quá, nó đến cái nỗi này nó bỏ ăn. Nó không ăn không uống gì mà nó khóc rức suốt ngày. Thì bắt đầu mẹ nó mới bảo là thôi được rồi, thì bây giờ thì tao đưa mày lên chùa Khai Nguyên để hỏi ấy, thầy Thịnh xem thầy bảo thế nào thì mẹ sẽ suy nghĩ. Vì ngày xưa bà ấy cũng là cái Phật tử thuần thành ở chùa này, nhưng sau này nghe vị pháp sư đó là nói là Hòa thượng Tịnh Không nói ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Nhưng thực tế Hòa thượng đâu có nói như vậy. Hòa thượng chỉ giảng, Hòa thượng dẫn dụ ở trong gì? Trong kinh điển của kinh sách của gì? Của cái gì Maya, cái kinh điển của cái hệ thống tôn giáo của cái kinh sách của Maya cổ ở Ai Cập hay là ở gì đó, họ thường dẫn dắt họ cho như vậy, và kinh sách của một số các tôn giáo họ cho như thế, và hòa thượng khuyên chúng ta là gì, vậy chúng ta cũng phải gì, phải nhất tâm để tu tập, đến ngày đó nó có xảy ra cái chuyện đó thì chúng ta thì tự do tự tại để vãng sinh Tây Phương, để chúng ta không bị luân hồi trong lục đạo luân hồi nữa, không bị cái nạn gì, nạn nước, nạn lửa, rồi nạn thiên tai vân vân, nó làm chúng ta đau khổ nữa. Và hòa thượng dựa vào đó hòa thượng khuyên người ta tu. Nhưng một số các đệ tử và một số các Phật tử đồng tu ở khắp trên thế giới hiểu lầm ý của ngài và nói là gì, ngài đã chứng minh rồi, ngài đã nói rồi, ngài dẫn dụ, ngài chứng minh, ngài nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế rồi, cho nên chúng ta phải tu gấp đi. Và có những vị pháp sư nói là đệ tử của hòa thượng cũng đi tuyên truyền cái tư tưởng đó, và các Phật tử, rất nhiều các Phật tử tin cái điều đó là gì? Là sự thật, và họ bỏ công việc gia đình, bỏ công việc ở công sở. Có những người là gì, đang làm cán bộ công chức nhà nước cũng khá cao, làm lên đến trưởng phó phòng của một bộ ban ngành trung ương rồi mà vẫn gì, vẫn tin cái điều đó là sự thật và xin nghỉ để niệm Phật cho qua ngày đó, nếu mà gì không xảy ra ngày tận thế thì mới đi làm, còn xảy ra ngày tận thế thì để vãng sinh. Và đang nói cái cháu ở dưới Thanh Xuân Nam rất may khi đưa lên đây bắt đầu được tôi, thì tôi nói bà mẹ và nói cả đứa con, thì may mắn làm sao thì bắt đầu đi về thì mới thôi mới cho nó đi, không có gì ân hận cả đời. Và kết quả là ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có ngày tận thế. Đó cho nên chúng ta tu tập chúng ta phải phải hiểu đâu là những lời phương tiện của các tổ dạy, của các hòa thượng dạy, đâu là cái lời chân thật, đâu là cái lời dẫn dụ và đâu là cái lời nói thẳng. Lời dẫn dụ thì chỉ là cái minh chứng để ví dụ thôi. Ví dụ như hòa thượng giảng trong năm đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, hòa thượng đấy lấy cái kinh của các tôn giáo khác để họ dẫn dắt như thế. Và hòa thượng kết là hòa thượng khuyên chúng ta người tu theo Phật, tu theo tịnh độ, chúng ta nhất tâm để tu. Nếu có xảy ra chuyện đó thì chúng ta sẽ tự do tự tại vãng sinh tới phương cực lạc thế giới, không bị lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Bản chất của nó là như vậy. Những người nghe nó hiểu nó là lại xuyên tạc và lại gì, hoặc là hiểu lầm nó đi một cách khác. Đó. Cho nên ở đây phải nói thật là các Phật tử đồng tu Việt Nam chúng ta bây giờ có những cái cách nhìn nó theo cái kiểu như là gió chiều nào che chiều đấy. Thấy ở đâu đông đông người tin thì mình cũng chạy đến và tin, không biết đó là đúng hay sai. Thấy đông người đến mình thấy vui, đông vui mình cứ đến rồi. Cứ nghĩ là thôi chỗ đây đông vui chắc là giỏi lắm và chúng ta cũng đến. Đây là gì? Cái tập tục, cái thói quen của đồng tu Việt Nam chúng ta bây giờ hiện tại nó đang như thế. Nghe người ta tán dương một người nào đó thì mình dầm dầm mình kéo đến. Nhưng khi nghe người ta chê một cái là gì? Mình không biết đúng sai như thế nào, vị đấy có lỗi thật không? Chúng ta liền quay lưng lại. Nghe người ta khen một cái mình không biết là có đúng hay không, vị này có đạo hạnh có giỏi thật hay không, cứ ở mầm người này đồn người nọ thổi người kia và cứ thế kéo đến. Khi nghe một người chê một cái chúng ta lại ầm ầm bỏ đi với nhau và không biết vị đó có lỗi thật hay không. Đấy là cái tình trạng bây giờ đồng tu Việt Nam chúng ta lại có rất nhiều những cái người như thế. Cho nên ở đây tôi nghĩ chắc chắn Phật tử này nghe pháp hòa thượng Tịnh Không mà khởi tâm chuyên tu tịnh độ như vậy. Phật tử này nói gì? Con là một hành giả tu tịnh độ mà. Cho nên tôi nghĩ chắc chắn vị này đã nghe pháp hòa thượng Tịnh Không và nghe rất nhiều pháp hòa thượng Tịnh Không. Nhưng ở thời điểm này tôi dám chắc chắn là vị này đang gì? Đang hiểu lầm những lời giảng, những bài giảng của hòa thượng Tịnh Không. Cho nên mới dụng tâm chuyên tu đến cái mức gì như vậy. Và kết quả vị này đang gì? Đang đi sai đường. Cho nên vị này là muốn không bị một thời gian sau tẩu hỏa nhập ma đơ đơ. Người trở ra người, ma trở ra ma. Mà tự xưng mình, có thể tự xưng mình là Bồ Tát, là Phật. Nếu không muốn là người như thế thì phải xem lại cách tu tập của mình. Nên thay đổi cách tu tập của mình. Vẫn là niệm Phật. Nhưng trước đây thì ngồi vào một cái là ngồi vào nhất tâm niệm Phật, mong thấy Phật hoặc mong gì được Phật đến trước mình. Thay vào đó bây giờ thì lễ Phật đi, đi kinh hành đi. Chia thời khóa thành gì? Thành 3 thời hoặc 4 thời. Thứ nhất vào là gì? Lễ Phật. Nếu tu khoảng độ 2 tiếng đồng hồ, lễ Phật cho tôi 30 phút, tụng kinh cho tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tụng kinh gì được? A Di Đà được, Vô Lượng Thọ được, Địa Tạng được, vân vân. Lễ Phật khoảng 30 phút. Xong thì nếu mà muốn, đây là tôi nói muốn chuyên tu nhé, thì lễ Phật khoảng 30 phút, xong tụng một bộ kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ hoặc Địa Tạng hoặc kinh gì, bất cứ kinh gì vị này thích, cứ thêm mà tụng. Nhưng nên tụng một bộ thôi, một thời gian này nên tụng bộ, chứ đừng hôm nay tụng bộ này, mai tụng bộ nọ, cái kia tụng bộ kia. Đó. Nên phân ra một thời gian, ví dụ mình muốn tụng bộ kinh này thì phát nguyện khoảng vài tháng hoặc một năm. Chuyên học, chuyên đọc, chuyên tụng bộ kinh này. À. Hoặc 2 năm, hoặc 3 năm chuyên học, chuyên đọc, chuyên tụng, chuyên nghe giảng bộ kinh này. Như thế, làm nên làm như thế. Khi tụng kinh xong, bây giờ tụng 2 tiếng này. 2 tiếng này, tu 2 tiếng này thì niệm Phật, lễ Phật 3 phút. Tụng kinh khoảng 1 tiếng là 1 tiếng rưỡi. Và đi kinh hành khoảng độ 30 phút. Như vậy, chắc chắn rằng vị này sẽ thoát ra được khỏi cái cảnh giới như là gì? Đang niệm Phật mà tự nhiên nói làm nhảm, không gì, không tự chủ, không biết là mình đang nói cái gì. Nếu muốn làm người, nếu muốn thực sự là một người con, một người đệ tử của Đức Phật và muốn sau khi xả bỏ báo thân được về với Phật thì nên làm như thế. Làm một thời gian đã, 6 tháng, 1 năm,
Và bao giờ cho cái tâm mình nó an đã, mình ngồi vào niệm Phật và mình làm chủ được mình đã, không bị gì, bị một cái thế lực vô hình khác nó mượn thân thể của mình, nó lái mình để cho mình gì, mình nói làm nhảm, không biết là mình đang làm cái gì, đang nói cái gì, đang tu cái gì. Đó, nên như thế. Đó, tôi có lời khuyên với Phật tử như vậy. Nếu muốn làm người, nếu muốn làm một Phật tử chân chính thì nên thay đổi phương pháp tu ngay, bắt đầu ngay từ ngày mai, ngay từ sáng ngày mai. Đó. Đừng có bắt đầu vào một cái là ngồi vào niệm Phật và mong được vãng sinh sớm nữa, chết đấy. Cho dù vị này có tu thấy A Di Đà Phật đến nhưng không phải A Di Đà Phật đến đâu. Cứ giữ cách tu như thế này chắc chắn tôi đảm bảo là gì, vị này không gặp A Di Đà Phật đến đâu, mà thiên ma ba tuần đến, nó giả hiện là A Di Đà Phật đến. Nguyên nhân như thế nào tự vị ấy biết, tôi biết, vị ấy biết, tất cả đều là do oan gia trái chủ và do dụng tâm gì không đúng pháp mà sinh ra. Cho nên trường hợp này nên, nếu muốn thoát ra thì nên nghe chúng tôi một lần, nên nghe chúng tôi một lần này thôi, và những lần sau nghe ai thì nghe. Bao giờ thoát ra được những cái nạn tu đang đi sai pháp này thì khi đó muốn nghe ai thì nghe. Bây giờ thì nên nghe chúng tôi một lần đi, và làm như chúng tôi nói, thay đổi phương pháp tu hành như thế thì chỉ cần một thời gian sau, tuần 2-3 tuần sau là gì, bình thường ngay, tâm bình thường ngay. Nhưng có thể nó sẽ không an như trước đây đâu. Vì sao mà không an như trước đây? Vì cái an như trước đây vị này niệm đó là giả đấy. Chúng ta biết là con cá bị đứa trẻ nó câu lên bị cái gì không? Vì sao mà nó bị đứa trẻ nó câu không? Vì sao mà bị người gì, người thợ nó câu không? Thế cái gì? Vì miếng mồi thơm ngon vậy. Vì miếng mồi rất là thơm và rất là ngon. Đứa trẻ gì nó móc một cái lưỡi câu, nó thả xuống dưới gì? Cái con sông đó, cái hồ đó. Và con cá nghe cái mùi gì, mùi thơm của miếng mồi, cho nên gì? Chạy sang, không nghi ngờ đó là gì? Đằng sau cái mũi mồi, cái miếng mồi đó, cái lưỡi câu, lưỡi hái tử thần chuẩn bị gì? Cướp mạng mình. Cho nên á, con cá nào tham ăn, con cá đó sẽ chết trước. Tương tự như vậy, cái trường hợp mà Phật tử này nói là vừa khi đang niệm Phật, bắt đầu vào niệm thì tâm rất là an. Đó chính là gì? Ví như mồi của thiên ma ba tuần đã răng ra vậy. Và được một tí thì mình gì? Không tự làm chủ được nữa. Đó chính là ví cho dù gì, cá đã cắn câu của đứa trẻ đang gì, đã giật và chuẩn bị lên khỏi mặt nước rồi vậy. Khi mà lên khỏi mặt nước, ở vào trong cái giỏ của đứa trẻ rồi, chỉ có 100% là chết thôi. Trường hợp này thì nó mới bắt đầu gì, giật lên khỏi mặt nước, có thể còn có cơ hội, nếu giấy rùa mạnh thì có thể sứt môi. Sứt má một tí, nhưng mà còn có cơ hội sống. Tôi nói như vậy không biết Phật tử này có hiểu không? Đó, cho nên bây giờ thay đổi phương pháp tu chính là gì? Để sám hối lại cái phương pháp tu của mình. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.